Thẩm Rảnh Đắc em ơi. Có đây. Thành viên Quỳnh Giang Thủ xin mời em. Thủ lên rồi đào. Gì đào lên nữa vậy? Ủa, đó, từ người thôi, từ người thôi. Em đã rõ lực chơi chưa ạ? Em bị tổ ba. Tổ tư là năm người anh hai. Đã rõ lực chơi rồi đúng không? Rồi, xin mời em. Em có 15 giây. Đó là bên kia chú ý nha. Ai vậy? Bên đây im lặng đi. Tao biết rồi đó kìa. Trời gì vậy? Bên đây có câu trả lời không? Bên đây im lặng dùm nha. Mà không biết bà làm cái sao nữa. Nếu mà mình biết thì mình cứ giữ nó đi một lát. Nếu người ta trả lời sai thì mình trả lời thôi. Chứ đừng có la lên như vậy làm người ta mất tập trung. Nói qua một người. Ông Thiên Phú. Ai phát biểu? Ông Thiên Phú. Ai là người phát biểu? Âu Thiên Phú, chính xác. Xin mời đợi Chim Như Dũng. Xin mời đợi Chim Vô Dũng. Ví dụ mà cái người lên bốc thăm mà trúng ngay cái tên của mình thì làm sao mà ban tổ chức diễn luôn không? Diễn bằng hành động thôi chứ không được. Không có chỉ vô người mà tự xử lên cho tao luôn. Rồi xin mời anh. Không có được tự chỉ mình nha. Nếu mà ấy thì đổi là nếu mà ai cùng thì sẽ đổi thăm. Không đổi thăm là ta biết là cái người đó chút xíu ta đón luôn. Rồi xin mời anh. Chứng minh khó vậy. Cũng dễ mà. Có âm nhìn ai người đó. Ủa xuống rồi lấy vô thì có kẻ này trước đây là cho biết giới tính trước đi cưng. Giới tính em không xác định được. Dễ mà. Nhìn chú ý nha. Nếu em biết thì em có quyền trả lời thì đổi em mà. Nhưng mà quyết định chưa? Phải ý em là đổi em phải đổi á. Trời. Ứng sầm quá. Để coi kìa. Không có được, nói nam hay nữ luôn nè. À, không có nói đâu. Không có được, chỉ dùng hành động thôi, không có nói gì hết á. Tại anh mà nói đã rồi. Anh còn 5 giây nữa. 5 4 3 2 1 hết giờ. Có câu trả lời. Ai ạ? Huỳnh Văn Thủ sai. Luyện sai. Bây giờ là khoan, thành viên chúng ta có hạn chứ không phải bao la như Tuần Cảnh Lương, cho nên chúng ta chỉ nói được một lần thôi, chứ nói ba lần thì ngồi hết thành viên rồi. Rồi, xin mời đợi bên đây. Ai là người phát biểu? Thành viên có giới hạn cho nên chỉ nói được một lần thôi. Tại vì nói ba lần một hồi hết tên người trong đây rồi, còn gì nữa? Alex Nguyễn Cato, chính xác. Biết. Được một lần thôi nha các bạn, tại vì thành viên chúng ta có giới hạn không được đón một lần. Xin mời đợi Hội trưởng. Không, cái người này đã đi rồi. Đã đi ớt nhiều lần rồi. Đưa miếng chén tôi coi đi chưa. Có đi ớt mấy lần rồi. Hơn 3 lần thì phải. Có được hỏi người không? Hiện nay cũng có mặt trong đây luôn. Hỏi người không? Vậy mà nói hay. Ban chủ nhiệm. Trời ơi, ban chủ nhiệm không sao. Thôi, mình để cho chị bình tĩnh. Nguyễn Cát Tôn cũng có đi ớt mấy lần. Để diễn tả nha. Biết không? Mừng tượng lại nha. Ôi sao kìa. Vậy dạ. Để biết người đó là ai diễn tả chứ đâu có nói đâu. Diễn tả cái tên. Nãy nói rồi người đó rồi. Vậy là thằng này nó mới đi.
Biết chưa? Đấu bàn nói là hai anh em cùng với Tồn. Câu trả lời là sai. Một đôi. Dạ, bên đây. Đeo Singer chính xác. Nickname chứ không phải là mình đoán tên thật. Tại vì nếu tên thật là không ai biết hết. Người ta sinh hoạt trên diễn đàn nickname gì thì mình đoán cái đó thôi, chứ tên thật chưa chắc mình biết. Đúng rồi, ví dụ nãy giờ là Âu Thiên Phú, là Nguyễn Cây Tô, toàn là nickname không à, không có ai tên thật hết. Rồi, xin mời. Tên Tàu có bao giờ gọi Xe Sinh Rơi? Nhưng mà cái dấu hiệu mà hai bạn có dùng để lên diễn đàn liên lạc với các bạn là Xe Sinh Rơi, không phải là Tùng và Tồng. Hợp lý là không phải. Cái tên này là hợp lý. Có nhiều người ta không biết, nhưng mà Hiền cũng không biết là số Hiền là người ta Hiền mà số anh Hiền mà số nữa. Sau cuộc thi này đề nghị bạn Hiền lên diễn đàn thường xuyên và làm quen với tất cả các thành viên đi mới nhiều hơn nữa thì sẽ biết Bell Singer là ai. Mấy bạn hãy hỏi thử ở trong đây biết ai biết Bell Singer. Tên Đăng Khoa nhưng mà toàn là kêu cô La không à. Tức là biết là biết cả hai luôn. Nhưng mà đây nè, tôi nói cho anh Singer mình lấy đứa nhỏ. Là đây là sự thiếu sót của anh chứ anh không có đỡ thừa là người ta nói không có rõ ràng. Trò chơi này mang tên là dự đoán tên của thành viên. Dự đoán thành viên. Thành viên, thành viên Spell Singer, thành viên cô La, thành viên thanh hiền. Chứ không, chúng tôi thôi cầu đó tên thật. Thôi bây giờ thương trời ơi, bây giờ đừng có nếu mà không bạn không đồng ý thì chúng ta hủy trò chơi tại đây chứ không cãi nữa, tại vì mọi người cãi nhau các bạn cãi đâu có gì đâu mà sao mà đáng nể quá thì thấy không có gì nữa. Nếu các bạn chưa nếu các bạn không rõ quy chế các bạn có quyền hỏi trước lúc chúng tôi công bố. Còn không đồng ý thì chơi tiếp. Bây giờ có ai chưa rõ quy chế muốn hỏi cái gì chúng tôi sẽ giải đáp rồi chúng ta chơi tiếp. Lấy cái nickname trong diễn đàn chứ không phải là tên thật. Bởi vì bây giờ nhiều khi anh lên tính chị Thiên Viên chúng tôi không biết tên thật là gì. Thiệt có thiệt. Thì làm sao mà các bạn biết thành viên tên thật là gì? Thống nhất nha là cái nickname mà họ dùng để sinh hoạt với chúng ta trên diễn đàn chứ không phải là tên thật. Rút kinh nghiệm lần sau. Tỷ số hiện nay một điều. Rồi xin mời. Số mà mới thân chứ. Ủa nhưng mà nãy nó nói là Tùng là hai Tùng sai. Rồi nếu mà ai không biết Spell Singer hay Tùng Tùng là ai thì lát sau nhảy lao thì nhớ tên đó mình nhớ. Rồi. Chú ý Minh Lê. Rồi chú ý Minh Lê. Chú ý. Bây giờ đi em diễn tại đó bây giờ không biết là nói là Tùng hả? Đó. Có trả lời, có câu trả lời thì Linh Huệ không phục đội này, hồi nãy Linh Huệ nói. Cô La trả lời. Người là cũng chính xác. Xin mời đội đội thành đáng yêu ạ. Anh Lê giỏi lắm. Ủa sao có một phòng ta 7 tháng nó cũng có chỗ này. Không như này. Mày vô duyên quá, mày biết sao người ta đón được thôi, mày thắc mắc quá. Không có cái này ha. Rồi xin mời Alex. Xin mời chú ý.
dạ? Dùng đạo cụ diễn tả. Má ơi, rồi tôi biết rồi. Phát biểu bên đây, em phát biểu. Thanh Đào. Thanh Hậu. Oh yeah. Thanh Hậu. Cô Tư Sẻ. Xin mời. Kinh ký ghi lại nha. Các bạn đón cái là Hải Thu được đấy không? Đúng rồi, nó chơi thích trên diễn đàn mà. Gì vậy? Rồi, nó đang giữ như vậy. Tấn đàn lần nào cũng căng hết trơn. Bình tĩnh, không được nói gì hết. Chỉ dùng hành động để diễn tả thôi. Ai cũng ca hết vậy. Ở bên đây, giữ trật tự. Chính xác luôn tao. Chính xác luôn. Không có nhìn nha, không có nhìn người đó nha. Mấy chữ. Lớn quá đại ơi. Rốt có hỏi nữa hả trời, đừng có hỏi mấy chữ. Không có được hỏi nha, không có được hỏi nha. Rốt giờ chứ rốt. Bạn còn 5 giây nữa nha Đạt. Đếm nha. Nó mình không biết đâu. 4 đi. 3. Có đặt điểm gì không? Có đặt điểm gì không? 1. Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Đây có câu trả lời. Rồi, chính xác. Nhìn nha. Rồi chị Đào. Chính xác, Sơn Ca. Cái gì vậy? Cái lòng sâu với cái cao nữa. Ôi trời, sâu hả? Xin mời Kim Vô Dụng. Kim Vô Dụng luôn. Đội Kim Vô Dụng, cử Kim Vô Dụng. Chú ý danh tiên nha, đợi chị Vi Dũng. Đầm á. Bàn tay. Chỉ. Biết chết liền. Diễn tả. Một á, diễn viên chỉ. Con dữ. Bé rồi. 5. 4. 3. À, MC. 2. 1. Hết giờ biểu diễn. Xin mời. Có câu trả lời không? Minh Lê. Sai. Xin mời bên đây. Cô La chính xác. Mình nghĩ là cô La là dễ thôi, dễ diễn lắm mà sao tiên là ai hiểu vậy đâu. Đợi 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 chú ý. Trời ơi đang ngủ nữa kìa. Ai là người phát biểu, không có nói đại trà nha. Đổ bàn giơ tay. Nghe luôn luôn. Chính xác nghe luôn. Thành cuối cùng. Thành cuối cùng. Thành cuối cùng. Thì thu có thứ hai đâu. Từ cái điều rót ra rồi. Bà vậy bắt lấy cái ghế. Anh đưa là bắt rồi. Nó quên ngồi thông tin. Trời ơi. Trời ơi. Bà nhìn chính xác. Thư ký ơi, bà nhìn tổng kết lại gì mình thư ký. Thua
Nam bốn, nam bốn nghiêng về bên Đồng